sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó quên đi chuỗi ngày than vỡ. Quá khứ xin thôi đã để đường níu giữ chưa được bước đi với ai đến sau, vì anh sẽ chưa quay về. Dù sợ có khóc hay nước mắt trong lòng, chẳng thể giữ anh ở lại bên em. Vì anh yêu em nhất nên tất cả mọi thứ về em anh đem cất vội về, không thể mang đêm con anh phải lấy vì sao trong đêm đã đêm nhớ thất ai. Vì anh vẫn thất chờ em chỉ là thứ mà anh luôn tiếc nhất, không phải vì đâu vì ai mà nhẹ phai, mẹ phải anh còn chờ ai chứ em phải biết nhất. Còn yêu anh không anh biết em nói có, dẫu có bao năm vẫn nhớ câu nói đó. Buổi tối hôm đó cùng về cùng tới ngõ hai đứa.